là mắm ớt không ha? Mắm ớt đầy đủ. Đầy đủ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với nhân vật Sài Gòn du lịch nhé. Hiện tại mình đang có mặt bên đường Hai Bà Trưng. Hôm nay cô đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh bạn đó là hàng bún riêu, canh bún. Thấy ở đây bán là cực kỳ đông khách, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn cùng đón xem nhé. Đây chị gái bán là buổi chiều. Bây giờ đến đây thấy khách ngồi quá trời trên vỉa hè ăn này. Chạy dài sang bên kia luôn đó cả nhà. Đấy, hai bên luôn. Ở đây là địa chỉ tại số 133 đường Hai Bà Trưng, quận Nhất nhé cả nhà. Ở đây mình sẽ qua đó mình quay làm bún riêu canh bún, giới thiệu đến cô chú và bạn cùng đón xem nhé. Ở đây bún riêu canh bún 25.000 một tô nha cả nhà. Một bịch đem về cho ớt nhiều nha. Thời gian chị mở bán từ 15 giờ 15 cho đến hết nghỉ. Khách ăn nhiều thì 30, còn ăn ít thì 25. Tô bình thường thôi 25. Đây bún là chị cho vô cái nồi ngâm luôn cho nó thấm. Canh bún sẽ ăn với rau muống. Còn bún riêu có đậu hũ, chả, ốc, rồi cua, chả cua, mọc cua. Chả nước mè, mắm tôm, ớt. Đồ đó khách ăn thêm ốc rồi chị. Mình bán đây được lâu chưa chị? À lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Ồ. Bán hồi con gái giờ. Bán từ hồi con gái giờ lớn tuổi rồi. Sắp có cháu ngoại cháu nội rồi. Chưa. Chưa có em ngoại. Dạ. Chưa có cháu. Cháu đứng ở đây. Hả? Không cầm cái đũa lên giống như hôm bữa nữa. Cái gì vậy trời? Hồi bữa ông lên nè, tới bả lên nè. Lên cặp luôn. Chạy nữa, bởi vì quay lén nữa, chạy bữa nay có đầu tư chạy. Bữa nước ngoài rồi xong, đi quay lén nữa, có ngại bữa nay, có đầu tư lên chạy. Vậy. Hai. Tô đó 25 ngàn. Quay của em mà. Rau muống này đã luộc qua rồi. Khách ngồi rất đông trên vỉa hè. Tô 30. Khách ăn 30 sẽ nói, còn không thì 25 ngàn. Nhưng mà cái ốc này nhà mình tự chế biến rồi hả chị? Đúng. Dạ. Nào cũng làm tự làm. Dạ. Hay lắm. Đây là cái là chị bán chỉ buổi chiều thôi, không có bán buổi sáng. Mình đâu có bán buổi sáng đâu phải không anh? À.
11 giờ nhưng mà bán số 2 lấy từ trong. À, mình bán là số 2 lấy từ trong. À, 3 giờ mấy rồi lên đây. Đó. Bán hai nơi di chuyển qua đây đấy. Trong đó cho nó thấm. Thì nhiêu đó hả? Chia cho em ôn cười này. Em là một cặp mấy tô nè. Tổng cộng 4 tô lận. Ô tô. Tô không trả các cậu giúp đi. Mà cái này đậu. Không trả đậu. Nhiều đậu hũ. Quân ăn đậu hũ với rau thôi nha. Nhiều đậu hũ nha cô. Chạy luôn đi. Khách ngồi kín hai bên vỉa hè luôn này. Mua một cái thì cũng ở khách.
luôn hả? Học mới vô mà kêu giùm đó. Tưởng là em bưng á, kêu hai con mà kêu giùm. Đi thấy không? Rất đông này. Rồi, quá trời luôn. Xe 4 chiều rất hot ở trên vỉa hè. Ai có làm buổi chiều thì đói bụng ghé đây ăn thưởng thức. Mình là mắm ớt không ha? Mắm ớt đầy đủ. Đi tàu đâu nữa? Đầy đủ hả đó? Ờ đầy đủ. Mà cũng ớt nghe. Trời quá trời ớt luôn. Bún riêu phải ăn ớt cái cay, mắm tôm ngon. Bấm vô. Dạ dạ dạ. Không ớt nha, tôi quên mình có bỏ ớt nha. Hai. Chị gái múc và luôn tay không kịp mừng. Mình cắm đầu hả luôn hả? Đóng ốc cũng được. Ăn ốc thôi, còn là ra đầu hủ bình thường. Hai tôi này đủ. Mới chạy nước mè rồi. Ở đây mình chỉ có xài một loại bún nữa phải không? Đúng rồi. Dạ. Em nước chung hay nước kia vậy? Đầu tiên mình cứ tưởng là có cả bún riêu, hóa ra đây là chỉ canh bún thôi. Sợi canh bún. Như thế vậy? Canh bún là sợi bún to. Không lấy đậu. Không đậu không. Nước chung mà. Nước chung luôn đúng không? Dạ. Cho đưa 10 ngàn á Vinh. Đưa 10 ngàn đúng không? 15 nha, áp tới 99 nha. Rồi. Cho hai đại con đấy. Mua mang đi xe có cái hộp nhựa. Được quá. Gấp hoài không thấy đáy. Nồi này chắc là to. Rồi.
đây anh chồng chỉ chuyên, chỉ có nhiệm vụ là cho bún vô thôi, ngâm bún. Trên một tô đầy đủ. Khách còn rất đông. Mình có biết bán không anh? Mình có biết bán này không? Hay chỉ phụ vợ thôi? Dạ. Mùi bún riêu rất thơm. Quên canh bún của bún riêu. Thấy chị múc đi cho khách, giao cho khách rất quá trời luôn. Rồi chị làm cho em một tô mang về nhé, tô 30 đi. Dạ, bỏ bịch mang về, cho vào hộp đó chị. Khách rất đông luôn đó cả nhà. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Ai có đi làm buổi chiều thì mình ghé đây ủng hộ canh bún nhé. Đây là địa chỉ tại số 133 đường Hai Bà Trưng, quận Nhất.